Số 1, lúc chúng ta vào ngồi thiền dưỡng sinh nha quý vị, cô chú nghe, lắng xem nha. Rồi cô chú theo dõi bắp Song Minh ngồi thiền dưỡng sinh mỗi ngày, một ngày là ngồi 15 phút thì bắp cũng phải ngồi theo mẹ và bắp theo tổ, để theo tổ tu học từ nhỏ, để tổ cho cái ánh sáng học thông minh hơn và có nhiều trí nhớ hơn. Và trước khi chúng ta ngồi, chúng ta chắp tay lại thành kính xin tổ Đa Sira Narada khai thác tâm hồn cũng như là ánh sáng trí tuệ cho con được khai sáng tâm hồn trí tuệ sáng suốt thông minh và học giỏi, có một cái sức khỏe trường bình an trường kỳ. Thì động tác số 1 là chúng ta chắp tay lại xin tổ xong và chúng ta thả hai tay và thả lỏng người ra và hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi. Động tác số 1, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần. Sau đó chúng ta thả lỏng người ra, ngồi một tư thế rất là thoải mái, miễn sao không đau, không cấn, không khó chịu. Thì khi chúng ta ngồi thoải mái á, thì năng lượng của chúng ta mới thâu nhận tốt và mới thâu nhận vào được. Thì chúng ta làm động tác đầu tiên xong, hít vào thở ra 3 lần, chúng ta thả lỏng người và thả lỏng hai tay và chúng ta vào thiền. Thì khi đó năng lượng sẽ theo Lusa 7 trên đỉnh đầu vào xuống Lusa 6, Lusa 5, Lusa 4, Lusa 3 và Lusa 2. Thì Lusa 7 là một cái Lusa chính trong cơ thể. Nó hoạt động và nó sẽ
điều khiển tất cả Lusa còn lại, và các Lusa khác có nhiệm vụ đi khám phá trong cơ thể chúng ta nơi nào có bệnh tật thì Lusa sẽ điều trị cho chúng ta. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bé Bắp nha, trong vòng 15 phút mỗi ngày, đó là em bé. Và mời quý vị tĩnh tâm theo hai mẹ con nha quý vị. Động tác thứ hai là sau khi chúng ta ngồi xong, chúng ta làm lại động tác thứ một để đóng Lusa. Tránh trường hợp chúng ta quên rồi chúng ta na cái mở Lusa, chúng ta na cái năng lượng đi lung tung thì cơ thể chúng ta sẽ bị mất sức khỏe.